xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món gà quay. Gà quay như thế nào để ngon và lên màu tự nhiên, không dùng phấn màu, và cách vô than vô lửa và thời gian quay bao lâu để được gà chín. Rồi hôm nay giờ mình bắt đầu đi quay gà nhé. Giờ các bạn mời các bạn đi theo mình. Phong cảnh hữu tình không các bạn? Thôi buồn buồn làm bài thơ. Quê hương anh có rượu ngon cái đẹp, kế bên nhà có bà bán ngồi ngay đó, nghe sướng hẳn. Thôi nè, chúng ta đi quay gà nhé. Rồi chúng ta đã đến chỗ quay gà rồi nè. Rồi giờ mình bắt đầu mình quay các bạn. Mình đã tới chỗ quay gà nè, giờ mình đi lấy gà nha. Đây gà mình làm sẵn rồi nha, mình lấy gà đây. Chở ba con. Dạ tươi ngon không? Rồi mình xả nước cho nó đỡ lạnh đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn quay gà. Xiên gà trước nha. Rồi hôm nay mình chỉ các bạn xiên gà nha. Gà chọn là con gà bán tầm ký mốt đến ký hai mình sạch sẽ rồi. Mình chẻ ra hết. Lấy bao tử cuốn họng ra. Lấy phổi rồi ra. Đó, mình con gà ra như thế này. Lấy tay nhận hai bên này để cho nó bè ra gà nhuyễn mới đẹp đó. Mình lấy cây xiên đó, mình xiên ngay chỗ này nè, chọt lên ngay cái gần cái cánh này nè, nó chắc con gà. Đó, chọt lên cũng đầu cạo hỏng đưa lên. Chọn hai bên này kẹp vô hai cái nắp đùi. Rồi cái cánh nè lòn qua đây kéo lên, và cái bên này cũng tiếp tục như vậy kéo lên. Đẹp không? Xin con gà thân tầm vài giây là xong, con gà hoàn cảnh rất là đẹp. Đó, và tiếp tục ta xin thêm hai con khác. Rồi canh ban gà mình đây đó.
xin xong cảm giác hay sao bè này. Khi tiếp xúc với than nó sẽ rất là đều gà và vàng và giòn. Đây giờ ta tiếp tục vin ga nha. Giờ vin ga bắt đầu ta nướng. Trong quá trình xiên gà đã xong rồi đó. Bây giờ nè, giờ ta cầm ra trong đầu ta đi nướng nha. Thôi, đi xe quay vô chúng ta. Bật gà lên. Và chúng ta bắt đầu vô than nè. Đỏ hồng rồi nha các bạn. Giờ nãy giờ khoảng 10-15 phút rồi, than bắt đầu đỏ rồi nha. Giờ bắt đầu chúng ta can ra này. Than nó đều ra. Than đều. Khi nóng ổn định thì gà nướng mình mới ngon, nó mới giòn và nó không bị cháy. Đầu là mình thả gà vô nha. Rồi mình thả gà vô nha. Cái này thì thả thằng này rồi. Gà này nướng đúng 20 phút là xong. Nướng khoảng 17 phút bắt đầu là gà ráo, để lên 3 phút cho nó nguội bớt. Bắt đầu ta quét gia vị, áp thêm 2 lần nữa. Đợi thêm khoảng 7 phút sau rồi bắt đầu tiếp tục nha. Đây. Các bạn thấy gà không? Phè ra. Đó. Thấy con gà mình không? Bú đều lên mặt than nóng cho nên gà nướng mình ra rất là giòn, vàng, rất là đẹp. Rồi chúng ta để đây và chúng ta đợi một tí xíu thôi nhé. Tầm 17 phút chúng ta sẽ quay lại. Trong quá trình chờ đợi mình pha cà phê uống rồi. Bây giờ thèm quá.
5 phút rồi. Ra coi coi làm sao. Wow, nó rám rồi nè. Đó, rám nước gà nè. Căng rồi nè. Đó. Hay đó. Thôi đẩy nó lên tí xíu nữa tính tiếp. Đừng quan tâm gì nó, không sao hết á. Chào tất cả các bạn. Trong quá trình mình chờ gà đó, mình giới thiệu nước sốt quét gà của mình lại nè. Nước sốt thần thánh. Coi nhé. Đây. Đỡ khổ. Cái nước sốt này của mình á, nó có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của nó là kiểm soát được độ mặn, tạo màu khi áp lửa gia vị, tạo ra màu rất là đẹp. Còn cái nhược điểm của nó là khi trời lạnh quá đó là nó bị ra nước, cho nên gà nó của mình ăn nóng rất là ngon nhưng mà bị lạnh đó, thì hơi bị dở, cho nên có mua về hay có làm miếng đầy gì đó hay là thưởng thức thì các bạn nên hâm nóng lại ăn sẽ rất là khác. Giờ cũng gần 17 phút rồi, bây giờ chúng ta ra coi gà nhé, coi gà như thế nào. Đây, gà của mình nó đẹp rồi nè. Đó, gà đẹp màu nè. Rồi, chọn 17 phút rồi nè. Nhìn thấy màu gà không? Quá đẹp, quá tuyệt vời. Bắt đầu chúng ta cho gà lên đây nghỉ 3 phút. Màu gà lên rất là tuyệt vời. Cho lên đây nghỉ 3 phút. Bắt đầu trong quá trình nghỉ chúng ta đem dụng cụ ra nhé. Chúng ta đi lấy đầu nghề ra nè. Đây, nước mắm này, ớt này. Sau được 3 phút nghỉ rồi đó, bắt đầu mình quét gà nha. Quét đều hết con gà nha. Qua gà nè, ở bên đấy nha, nếp gà cả. Đây, các bạn thấy không, mình nếp thêm 2 lần gia vị nữa là ổn. Đấy, rồi đợi mình nha. Thank you.
là quá trình ép gia vị lần thứ hai nè. Đây, chúng ta để một tí xíu cho gà nó ráo một lần nữa ép, đó là cho đưa lên đây xong đó, không cần phải đưa vô lửa đâu, là thì bác nó sẽ ra màu rất là đẹp, rất là tự nhiên. Giờ chúng ta chuẩn bị ép gia vị lần thứ ba nhé. Trong quá trình ép gia vị thì nó khoảng tầm 4-5 phút là hoàn thành. Rồi mình ép gia vị là rất đòn nha. Lung lên không? Thở này đưa lên đây không? Lỗng tường ta con sắp tới rồi, rồi để mình nhận bà con nha. Trang nướng có khách vô mình chặt gà cho người ta coi luôn nha. Rồi xong, xem lửa. Một lần mình nướng là 5 con, 4 con. Đó. Thì
giờ thì mình không ra ăn hết bài, nhưng mà khi mà nó nguội ăn vẫn được, nhưng mình để lạnh lạnh thì cái sốt của mình sẽ đi ra nước, cho nên trước khi ăn cái nhà có đi bắn hay gì á, cái gì các bạn cũng làm của mình nên mình đóng lại. Cái này nóng ăn cũng được, còn gà mọc nước da giòn, cái này nhai luôn xương nha, giòn tan. Đấy. Rồi xong hết bài ra nước của chúng ta nhé. Còn cái công thức ra nước này á, mình sẽ làm một bài hướng dẫn các bạn đi. Rồi hiện tại hôm nay là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách nướng thôi, cách nướng, cách quét gia vị, ớt gia vị và là mình làm như thế nào. Rồi xin chào các bạn nhé. Cà phê cho nó thoải mái, tôi